Ủa, cái SQL của thầy sao đây rồi? À, dừng. Hú hồn. Thì tạo lại cơ sở dữ liệu cái nha. Hôm trước mình sửa 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 đó, nó bị thay đổi dữ liệu rồi. Số bảng sao? À, rồi rồi, ok, số bảng sao. Thank you.
Insert sách đó, sao tự nhiên nó lỗi ta? Đợi thời tí nha. Thank you.
Là 7 4 Cái data lớp 7 của thầy nó bị lỗi gì ta? Lớp 7. Okay. Huy chuyển cái database cho thầy mượn, thầy sửa bài đó cho Huy. Dạ dạ, để em chuyển. Em qua Zalo quá thầy. Ừ. Database lớp 7 của thầy nó bị cái gì rồi?
Rồi thấy chưa? Dạ rồi thầy ơi. Rồi trong cái query lab 7, các bạn vẫn đang thấy cái màn hình của cái MySQL đúng không? Dạ. Rồi lớp 7 ở chỗ câu D, các bạn chú ý nha. Bây giờ là số lượng bán ở tháng 12 năm 2016. Thì trước tiên chúng ta sẽ lấy được cái số lượng đó, sau đó thì số lượng bán chạy nhất. Rồi chúng ta sẽ xem ở cái chỗ là hóa đơn. Vẫn chưa có dữ liệu trong hóa đơn này hả? Insert nó không vô hết ta. Có bị lỗi gì nhỉ? Lớp 7. Quản lý bán hàng. Ủa, em mình sửa chúng ta bình thường mà thầy. Ừ, không biết sao đây, để coi thử. Về cái mà chúng ta đang nói thì chúng ta sẽ truy vấn trong bảng nào? Bảng nào sẽ có bán vào tháng 12 năm 2016? Truy vấn bảng nào nào? Cái ngày mua hàng và ngày bán hàng là ở chỗ nào, hóa đơn nào? Hóa đơn thầy, bảng hóa đơn. Đây, hóa đơn nha. Hóa đơn có ngày mua hàng, ngày bán. Đề yêu cầu là ngày bán hay ngày mua? Ngày mua hàng, đúng không? Đề yêu cầu là bán chạy nhất trong tháng 12. Hóa đơn chi tiết. Như vậy nó chỉ có một cái ngày bán thôi. Ngày ngày mua thôi. Đó. Rồi như vậy thì mình sẽ xem thử cái số lượng mà bán được. Như vậy số lượng thì nó sẽ liên quan đến hóa đơn chi tiết, số lượng bán nè. Dựa trên mã hóa đơn. Mã hóa đơn. Dựa trên mã hóa đơn này chúng ta sẽ có ví dụ như hóa đơn này trùng nhau nè, hai hóa đơn này trùng nhau nè. Thì cộng hai hóa đơn này lại là số lượng là 80 60 nè. Hai hóa đơn này là trùng nhau nè.
cộng lại 110 nè, hai hóa đơn này cộng nhau. Như vậy thì trước tiên là mình ra được cái số lượng của các cái loại năm tháng 12 năm 2016 và tìm được cái số lượng lớn nhất. Đó, trước tiên là chúng ta phải ra được cái đó đã. Chúng ta sẽ tính được tổng hóa đơn, tổng số lượng bán, tổng số lượng bán trong cái hóa đơn chi tiết, số lượng hóa đơn chi tiết và sản phẩm. Như vậy thì trước tiên chúng ta sẽ thấy được là cái mà bán ở hóa đơn và hóa đơn chi tiết, và ở đây chúng ta sẽ thử xem thử là cái số lượng bán của các sản phẩm đó là bao nhiêu. Số lượng do em insert năm 2019 đó thầy, nên không có 2016 này. À ok, 2019. Rồi. Như vậy mình có được số lượng của cái gì? Mình sẽ có số lượng của hóa đơn chi tiết nè. Mình sẽ group by theo sản phẩm. Group by theo sản phẩm. Bây giờ mình bỏ cái lệnh where này đi. Bỏ cái lệnh where đi. Để coi thử nó có bao nhiêu sản phẩm là nó ra hết. Khoan, không phải bỏ lệnh where. Mà chúng ta sẽ bỏ cái đoạn sau thôi. Mã sản phẩm. Bỏ cái đoạn sau này thôi. Rồi, có bao nhiêu sản phẩm nó ra hết. Bây giờ nếu cần thì mình sẽ hiển thị thêm chỗ này là mã sản phẩm. Mình sẽ thấy được. Rồi, mã sản phẩm 1 thì chừng đây, mã sản phẩm 2, sản phẩm 3. Ủa sao số lượng nó bằng nhau hết vậy? Số lượng bằng nhau hết. Quên. Rồi ok. Vậy nó sẽ ra cái mã sản phẩm của mình. Với hóa đơn chi tiết đó thì bán mã sản phẩm nào? Dạ, yeah, bởi vì trong cái hóa đơn của mình nó sẽ có mã hóa đơn, mã khách hàng mà mình đang muốn là xem sản phẩm nào là bán chạy nhất. Sản phẩm nào bán chạy nhất? Mã sản phẩm, số lượng bán chạy. Đây, hóa đơn và hóa đơn chi tiết. Hóa đơn chi tiết của mình là có mã sản phẩm nè, số lượng nè. Nếu như mình muốn thì mình chỉ có lấy được cái chỗ này thôi. Nhưng mà để coi thử bán ngày nào thì mình phải thông qua hóa đơn. Thông qua hóa đơn là cái đó bán ngày nào. Mã hóa đơn và hóa đơn chi tiết nó liên quan với nhau ở cái chỗ cái mã hóa đơn đó. Yeah. Như vậy mình lấy được ngày bán. Nếu như mà mình không cần đến ngày bán thì mình chỉ cần ở trong cái bảng hóa đơn chi tiết là mình đã biết được là cái sản phẩm nào, số lượng bao nhiêu. Mình chỉ cần cái đó thôi.
Rồi, bây giờ mình thử lại ở cái chỗ này ha. Trong cái hóa đơn chi tiết, mình có thể sum được là với mã sản phẩm đó thì số lượng bán bao nhiêu. Select trong cái sum của số lượng from hóa đơn chi tiết đúng không nào? Trong hóa đơn chi tiết thì sẽ có group by đúng rồi. Ở đây chúng ta sẽ group by với mã sản phẩm. Group by mã sản phẩm. Select rồi mình lấy được cái số lượng mà nhiều nhất, số lượng nhiều nhất chỉ trong tháng 12 năm 2019, số lượng nhiều nhất chỉ trong tháng 12 năm 2019. Như vậy bây giờ mình đâu có biết được cái là cái này là bán ngày nào đâu, đúng không? Cho nên mình phải liên kết với hóa đơn, mình phải liên kết với hóa đơn để mình biết nó là tháng 12 và năm 2019. Đó, như vậy chỗ này mình sẽ liên kết tiếp với hóa đơn nữa. Câu lệnh của mình sẽ đẻ ra. Chỗ này mình sẽ group by và bắt đầu mình where. Where cái gì? Mình sẽ có hai bảng. Đó, bây giờ mình sẽ xuất hiện hai bảng. Where cái gì? Que hóa đơn chấm mã hóa đơn và hóa đơn chi tiết chấm mã hóa đơn là bằng nhau. Được chưa? Đó, mình xem thử là những cái liên quan đến hóa đơn. Bây giờ mình sẽ khi mà group by như vậy á, group by mã sản phẩm, mình cần lấy cái gì ra nữa? Cần lấy gì ra nữa nè, một cái nữa là tháng, năm 2019, tháng 12 của năm 2019, mình xem những cái số lượng của cái hóa đơn đó thôi. Như vậy số lượng của chúng ta có 6 và 60. Bây giờ mình muốn biết được cái đó là của sản phẩm nào thì mình thử mình thêm cái mã sản phẩm nữa. Rồi mình đi cộng lại thử nha. Sản phẩm 2 là 60, sản phẩm 4 là 6. Hóa đơn. Bây giờ cái nào là bán vào tháng 12 đâu? Đây, tháng 12. Hóa đơn của mình chỉ có tháng 12. 120956. 120956. 120 956 đây có hai cái
hai cái hóa đơn nè, và hóa đơn đó có mã sản phẩm là 2 và mã sản phẩm là 4. Mã sản phẩm 2 là 60, mã sản phẩm 4 là 6. Được không? Như vậy nếu mà mình muốn thì mình thêm dữ liệu vào. Thêm dữ liệu vào. Bây giờ mình sẽ thêm một cái mã hóa đơn là 120598 đi ha. 120958. Rồi, ngày thì chúng ta sẽ cho là 2019 tháng 12 ngày 20, khách hàng KH 004 chưa thanh toán. Yeah. Rồi, hóa đơn chúng ta đã có thêm dữ liệu. Hóa đơn chúng ta đã có thêm dữ liệu. Bây giờ chúng ta thử chúng ta query lại xem có gì khác không. À, hóa đơn chi tiết nữa, quên, mình có hóa đơn này mà mình chưa có đưa trong hóa đơn chi tiết. Hóa đơn chi tiết của này, mã sản phẩm là 2, mã hóa đơn chi tiết 7 rồi đến 8, mà số lượng của bạn 2 này hồi nãy là 60, bây giờ thêm 40 nữa. Được chưa? 40 nữa. Hóa đơn chi tiết của mình. Rồi, thêm 40 nữa. Một trăm. Được chưa? Đó là mình đã query được cái phần đầu tiên và lấy được mã sản phẩm số lượng với cái tháng 12 của năm. Rồi chỗ này chúng ta sẽ làm hai lần. Hai lần. Bán hàng chạy nhất. Chạy nhất là sao mấy em? Là mua nhiều nhất thầy. Vậy bây giờ mình lấy ra cái nào? Cái lớn nhất thầy, cái 100 này này. Dùng cái gì để lấy ra được trăm? Dùng cái gì để lấy ra được một trăm này? Đây, mình có được số lượng rồi đây. Có rất là nhiều cách. Bây giờ mình thử ha. À, cái mà lấy top bao nhiêu là dùng cái gì? Lấy ví dụ như là lấy 5 record lớn nhất, 5 nhiều nhất, 5 record ít nhất rồi đó. Đi mệt thôi. Limit 1 ha. Như vậy lúc này chúng ta sẽ sắp xếp gì? Chết Dần rồi. dần. À, giảm dần.
và lấy là limit 1. Rồi thử đi nào. Trước tiên là mình lấy ra được 100. Sau khi mình lấy được 100 rồi đó thì mình cập nhật cái gì? Cập nhật số lượng, cập nhật tăng số lượng của mặt hàng bán chạy nhất lên 100 đơn vị. Số lượng của mặt hàng đó lên 100 đơn vị ha, tăng số lượng. Như vậy là mình có mặt hàng bán chạy nhất rồi, mình sẽ dùng limit và ở dưới kia là mình sẽ dùng order by DSEC là giảm dần. Sau đó thì mình sẽ sử dụng limit 1. Thử rồi. Thấy chưa? Limit được không mấy đứa?
Được thầy. Rồi ra chưa? Để ra thầy. Rồi bạn nào ra copy lệnh lên Zalo coi nè. Lấy điểm cộng nha. Ok. Rồi Di rất là tốt. Rồi, bây giờ mình đã có được cái số lượng 100 rồi. Bây giờ cái số lượng bán ra của mình là 100 rồi đó. Mình lấy được số 100. Bây giờ người ta nói mình là cập nhật cái gì? Tăng số lượng của mặt hàng bán chạy nhất. Tăng số lượng của mặt hàng bán chạy nhất. Như vậy số lượng là mình có rồi. Mặt hàng bán chạy nhất mình có luôn. Mặt hàng bán chạy nhất là cái số 2 đó đó. Tăng số lượng lên 100 để update cái số lượng đó. Update cái số lượng. Số lượng là nằm trong cái gì các bạn? Số lượng nằm ở đâu? Hóa đơn chi tiết. Vậy hóa đơn chi tiết, tăng, update hóa đơn chi tiết và cái mã sản phẩm là bằng cái mã sản phẩm mà hồi nãy mình lấy ra. Mã sản phẩm bằng cái sản phẩm mà hồi nãy mình lấy ra. Được không? Đó, mã sản phẩm số lượng nó nằm trong sản phẩm mà. Hả? Cái số lượng đó nằm trong sản phẩm. Số lượng nằm trong sản phẩm. Rồi ok. Số lượng nằm trong sản phẩm. Như vậy thì mình lấy được cái mã sản phẩm rồi. Mình lấy được cái mã sản phẩm rồi. Như vậy cái lúc select của mình là mình đừng đưa cái số lượng. Mình đừng đưa cái số lượng, mình chỉ đưa cái mã sản phẩm thôi.
Ra chưa? Bạn nào ra rồi nào? Nghe thầy. Đúng rồi, giờ thì dễ rồi đúng không? Tại vì mình làm, mình cứ làm từ từ, các bạn đừng có vội. Mình làm từ từ bây giờ nè. Ví dụ như lúc nãy mình đã làm đến đây nè. Là ra limit 1 là một mặt hàng nè, phải không? Nếu mà mình không có cái limit này thì nó ra hai mặt hàng. Còn lúc đầu á, đây, chú ý cái chỗ này nha. Tức là khi mà các bạn làm thì các bạn làm nhanh là nó sẽ không hình dung được là mình đang làm gì. Đó, mình cứ triển khai câu lệnh của mình ngày càng dài ra. Ví dụ lúc đầu là chưa có limit nè. Lúc đầu là chưa có limit. Chúng ta ra hai sản phẩm. Rồi sau đó chúng ta gắn limit vô. Nó ra một sản phẩm. Và thực ra chúng ta không muốn lấy cái sum này, mà chúng ta chỉ muốn lấy cái số 2 thôi. Thì ở chỗ này các bạn bỏ cái sum luôn. Ở trên này là mình có sum nè. Dưới này mình bỏ luôn. Và chỗ này hồi nãy là thầy order by sum sản phẩm. Và tại vì thầy có trên này, thầy đặt lại cái tên trường đó là sum sản phẩm. Nhưng bây giờ thầy bỏ đi rồi. Thì thầy mang chính cái sum số lượng đó xuống đây luôn. Rồi. Như vậy mình lấy ra đúng số 2. Số 2 đảm bảo những điều kiện gì? Đây, tất cả những điều kiện. Và số lượng lớn nhất. Được chưa? Số lượng lớn nhất. Thì bây giờ mình chọn update. Update cái gì? Update cái gì? Update bản sản phẩm. Set số lượng bằng số lượng cộng trăm. Điều kiện là gì? Mã sản phẩm bằng với mở đóng ngoặc. Bằng với mở đóng ngoặc. Rồi mở đóng ngoặc là mở đóng ngoặc cái gì? Mở đóng ngoặc cái mà hồi nãy chúng ta làm. Tức là mã sản phẩm bằng cái mã sản phẩm mà cao nhất mà lúc nãy chúng ta tìm ra. Tức là bằng 2 á. Thủy tăng lên 100. Và hồi nãy cái của Huy là 500. Thầy đã chạy một lần nó tăng lên 600. Bây giờ nếu mà chúng ta chạy lần nữa. Rồi. Sản phẩm tăng lên 700. Được chưa? Như cái câu này thì nó dài, nhưng mà nếu mà chúng ta làm từ từ từng chút một. Không, bắt đầu từ đầu. Từ từ từng chút một. Thì các bạn thấy là cuối cùng cái này mình có hiểu vấn đề không? Ok các bạn, hiểu không? Để hiểu thầy ơi. Ừ, vậy mình làm từ từ thôi nhé. Đừng có làm vội quá. Vội quá thì chúng ta sẽ không hình dung được là nó đi từ đâu về đâu. Mấy cái mà điều kiện phức tạp á, thì chúng ta sẽ làm từ từ. Ví dụ, còn một câu nào nữa? Nãy Huy còn hỏi câu nào nữa? Xóa Google hả? Google thì ngắn hết rồi, nhưng mà em vẫn bị lỗi chưa ra này. Google là xóa mặt hàng có mã sản phẩm là 2 ra khỏi hóa đơn và trạng thái là chưa thanh toán. Như vậy, cái mã sản phẩm là 2 này ở trong hóa đơn 956 nó sẽ có hai trạng thái, đúng không? Một là đã thanh toán, hai là chưa thanh toán. Vậy thì mình xóa cái thằng chưa thanh toán thôi. Mã sản phẩm ra mã khỏi cái hóa đơn. Như vậy cái hóa đơn này, khi mà mình xóa ra khỏi cái hóa đơn thì nó có ảnh hưởng đến những bảng nào? Mình suy nghĩ coi. Nếu mà xóa nó ra khỏi hóa đơn, hai bảng thôi, một cái hóa đơn với một cái hóa đơn chi tiết thôi. À, như vậy trong hóa đơn thì không hề có sản phẩm. Trong hóa đơn thì không hề có sản phẩm. Vậy thực chất á, là người ta nói là xóa ra khỏi, là xóa mã sản phẩm 2 ra khỏi hóa đơn 129956, nhưng nó lại nằm trên bảng hóa đơn chi tiết.
Bởi vì trên hóa đơn nó không có không không hề có cái mã sản phẩm nào hết. Như vậy mình chỉ xóa trên cái hóa đơn chi tiết thôi. Xóa trên hóa đơn chi tiết. Với cái mã sản phẩm là 2. Vậy điều kiện là điều kiện là gì? Mã sản phẩm là 2 và trạng thái là chưa thanh toán. Mình xem trong cái hóa đơn chi tiết của mình nè. Có không? Mã sản phẩm là 2. Đây, mã sản phẩm là 2. Trạng thái chưa thanh toán. Trạng thái chưa thanh toán. Vậy trước tiên là mình lấy cái mã hóa đơn nó có không? Có chưa thanh toán không? 120 56 đúng không? 120 56. 120 56. Đây, chưa thanh toán. Thì thực ra mình chỉ cần xóa trên cái hóa đơn chi tiết 120 56. 120 56. Mã sản phẩm là 2. Vậy thôi. Mình xóa trên cái hóa đơn chi tiết. Delete. Delete cái gì nè? Delete phải lo hóa đơn chi tiết thế này. Ừ. Rồi gì nữa? Rồi qua vào cái mã hóa đơn chi tiết rồi mình tìm cái mã hóa đơn chi tiết mà cần xóa là 120 56 này. Người ta yêu cầu là xóa sản phẩm mà. Người ta yêu cầu là xóa mã sản xóa mặt hàng có mã sản phẩm là 2 ra khỏi hóa đơn. Xóa mặt hàng có mã sản phẩm là 2 ra khỏi hóa đơn. Tức là ra khỏi hóa đơn chi tiết á, chứ còn trong hóa đơn này đâu có mã sản phẩm. Tức là xóa mặt hàng này nè. Đây, xóa cái dòng này nè. Đó, xóa cái dòng đó đó. Thì chỉ Quy mã cần sản phẩm bằng 2 này. là Quy mã sản phẩm bằng 2. ừ vậy thôi, quy mã sản phẩm bằng 2. Còn nếu muốn còn nếu muốn thì chúng ta lấy là mã hóa đơn bằng mã hóa đơn bên này và kiểm tra cái trạng thái là chưa thanh toán. Như vậy mình sẽ kiểm tra hai điều kiện, bên hóa đơn chi tiết xóa là xóa bên hóa đơn chi tiết với điều kiện là mã sản phẩm bằng 2, và điều kiện thứ hai là mã hóa đơn bằng mã hóa đơn bên này. Điều kiện thứ ba, trạng thái bên này chưa thanh toán. Rồi chúng ta có 3 điều kiện trong lệnh xóa này. 3 điều kiện trong lệnh xóa này. Rồi bạn nào làm xong đưa cái code lên đây, thầy sẽ lấy điểm cái phần này cho các bạn của cái lớp 7 luôn. Ngô Quốc Duy số 5 thầy cộng điểm nha. Xóa mình có 3 điều kiện. Các bạn sẽ thử trước tiên là một điều kiện. Các bạn backup cái database ra nhé. Các bạn backup database ra. Xong rồi các bạn thử xóa một điều kiện. Rồi đến 3 điều kiện.
một đến ba thôi chứ không có hai ha, bởi vì hai cái sau nó liên quan với nhau. Mục đích có cái thứ hai là do mình muốn có cái thứ ba nên mình mới đưa ra cái điều kiện thứ hai. Thì để cho em hỏi cái câu, câu e này là nó kêu là giảm giá khoảng 10% cho hai sản phẩm ít nhất trong 2016 mà em limit vô cái phần update 2 á, thì nó báo lỗi ít nhất thì sắp xếp giảm dần và limit 2. Dạ đúng rồi, cái em chèn thằng limit 2 vô thằng update á thì nó báo lỗi, nó không nhận thằng nào cả. Em không thể bằng được. Nếu mà đã là limit 2 thì em phải in. Dạ, em inline thì nó bảo là cái thằng nó không có kiểu như nó không nhận thằng limit. Em xóa thằng limit thì nó chạy bình thường, mà em để limit thì nó báo lỗi. Rồi chuyển code qua cho thầy coi. Quốc Bảo đúng không? Bản thân cái lệnh là select chấp bài John giữ cái bảng rồi thử bỏ limit nè. Nó báo mã sản phẩm không có trong cái bảng này. Ủa cái này của em của em mã sản phẩm khác, mã sản phẩm của thầy nhập này, thầy nhập mã sản phẩm của em đi mã SP nó khác nhau. À. Rồi ok. Thầy sửa luôn mã hóa đơn luôn. Mã sản phẩm chấp bay rồi limit 2. Bây giờ select group by sản phẩm đơn giá bằng đơn giá giảm 10%.
thầy chỉnh lại cái mã sản phẩm này. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử là cái này là mã sản phẩm 4 và 1 nè. Ở trong sản phẩm 4 của mình đơn giá là 200.000, sản phẩm 1 là 6.6 triệu đúng không? Rồi 200 với 6.6 triệu. Limit không được thực hiện trong câu lệnh in on. Limit không được thực hiện trong câu lệnh in on. Limit không thực hiện được. In trong nếu mà bỏ limit đi là nó chạy hết luôn tất cả các sản phẩm đúng không? Dạ đúng rồi, bỏ limit để chạy hết sản phẩm luôn. Bây giờ mình không cho limit nữa mà mình đổi lại thử coi. Select limit bao là thằng máy vậy nè, thằng máy là tôi mua được rồi.
Rồi bây giờ mình sẽ làm theo hướng khác đi. Tạm thời mình sử dụng cái cách là bạn sẽ tạo ra một cái bảng tạm. Tạo ra một cái bảng tạm. Tạo ra cho thầy một cái bảng tạm nha. Rồi sau đó mình update dựa trên cái bảng tạm đó. Đó là cách đơn giản nhất. Nó cũng còn cách nữa mà nó hơi dài. Mình làm cách này là đơn giản nhất. Mà sau khi update xong thì mình có thể là drop cái bảng tạm này đi. Drop bảng tạm này đi. Đó. Như là nguyên đoạn này của mình. Mình chạy nguyên đoạn này luôn. Rồi, nó đã update xong. Update 2 dòng rồi. Rồi sau xóa này nó xóa cái bảng tạm nó đi. Rồi còn nửa tiếng chúng ta tranh thủ chấm bài nhé. Ủa thầy, lớp 8 là làm bên gì thầy? Backup hả thầy? Lớp 8 là backup. Mà mình backup chắc cái bảng được hỏi em thầy. Nó làm sao em? Em thấy trên phần 2 á, có cái thao tác với cái là cơ sở dữ liệu trên asset á. Ừ. Cái đó sao thầy? Hay là làm chắc cô B thôi. Cô B là sử dụng quản trị cơ sở dữ liệu trên MySQL hoặc SQL Server. Thầy đi mua lớp 8 đi thầy. Đi mua lớp 8 rồi. Nó 8 phần 2 là có 2 phần thầy, một phần là bên asset, một phần là bên MySQL thầy.
Lớp 8 là tối nay hết hạn hả? Dạ, hai bài lớp 7, lớp 8 là tối nay luôn thầy. Để thầy lấy cái cơ sở dữ liệu bên Access cái này. Access. Thank you.
quên cái bài này. Chuyển sang quên cái bài này, hồi trước thầy quên sửa cái đề rồi, giờ mới chú ý. Lúc trước là dạy bên MySQL, SQL Server thì nó có cái phần tạo database trực tiếp bằng cách import từ Access vào, nhưng mà trong MySQL thì chúng ta lại không có cái công cụ đó. Được rồi, bài lớp 8 bỏ qua cái phần đó đi, tại vì giai đoạn trước thì dạy bằng MySQL Server. SQL Server thì nó sẽ có cái tool để mình làm luôn. Còn nếu như mà MySQL thì mình sẽ phải dùng cái phần thứ ba. Rồi bỏ cái phần chuyển đổi đó đi. Là giờ làm chắc backup phải không vậy? Ừ. Dạ dạ. Backup với lại export ra file SQL thì hôm trước mình đã làm rồi, từ SQL mình tạo ra cơ sở dữ liệu. Rồi bây giờ từ cơ sở dữ liệu mình dùng cái export ra cái SQL lại. Cái phần là data export á, hôm trước mình có chỉ rồi đó. Phần export tức là data export, các bạn mình, vào mình export cái phần backup hay là export file chính này? Export cái data của mình á, cơ sở dữ liệu á. Dạ dạ. Mình vô mình chọn cơ sở dữ liệu, mình chọn server, chọn data export á. Còn 20 phút ha, 20 phút thì tranh thủ chấm bài nhé. Cái phần chuyển đổi từ Access qua MySQL thì mình bỏ qua cái câu đó. Còn cái phần export thì hôm trước mình chỉ rồi, vô trong cái menu vô trong cái menu server nó có phần data export. Rồi các bạn điểm danh hết chưa? Để thầy điểm danh lại để thầy coi có bạn nào thì mời chấm bài luôn.
Lớp mình thấy còn nhiều bạn đang vắng nhiều vậy ta. Đây thêm nữa là bạn Đinh Quang Trưởng nè, hôm nay mà vắng nữa là 5 buổi rồi. Chắc nghỉ luôn quá. Đây là những người bạn mà vắng nhiều, đa số là vắng nhiều. Rồi bạn Văn Hải là bây giờ có bài chưa Hải? Dạ thầy em có bài rồi thầy. Giờ em hồi bữa em đợi thầy chấm mà thầy đọc rồi, rồi. Ok. Rồi bạn Hoàng Quân có bài chưa Quân? Quân đâu rồi? Quân ơi. Quân ơi. Hello Quân. Thanh Sinh. Thấy em nói không thầy ơi? Có bài chưa em? Rồi em đọc rồi thầy. Rồi Tấn Tài. Dạ. Bài của em thế nào rồi? Dạ em mới coi được làm tới lớp 3 thầy, video 46 em tìm không thấy thầy. Mới làm đến lớp 3 hả? Quan Tâm. Dạ em có rồi thầy. Thanh Tâm. Thanh Tâm ơi. Trần Tính. Alo Trần Tính. Thầy nãy thầy nghe em nói không thầy? Sao em? Em quên thầy nãy bảo bài em đọc rồi chứ thế hả? Tên gì em? Nãy lại em quên đó thầy. Nãy thầy không nghe em nói. Không. À. Dạ. Rồi ok. Thì những bạn mà thầy gọi tên lúc nãy thì sẽ bắt đầu chấm bài ha. Cố gắng chấp chấm khoảng được hai bạn. Anh Tú có không? Dạ có thầy, em có nộp trên MS rồi thầy. Rồi ok, để thầy đưa cái đường link để mình vào mình chấm nha. Rồi bạn Văn Hải đầu tiên. Rồi một bạn ha.
Mời em Quân đi. Quân ơi. Để một tí nè.
Những bạn mà chưa chấm bài đó, chuẩn bị bài đầy đủ nha, bài đầy đủ để thầy chấm liền, chứ còn các bạn làm mất thời gian nhiều lắm. Hôm trước mình chấm bài đã mất thời gian rồi, hôm nay mình chấm bài mất thời gian nữa. Rồi có ai điểm danh thêm không vậy? Số lượng vắng là hồi nãy là thầy công bố rồi đó đúng không? Em còn trả điểm danh rồi nữa thầy. Điểm danh em tên gì đó? À, Nguyễn Minh Tuấn. Số mấy Tuấn? Dạ 40. Nếu hôm nay thì bệnh nập bẹp giường. Rồi, đây là những bạn vắng nè. Rồi, đúng chưa? Có bạn nào mà đang có mặt ở đây không? Rồi, thầy điểm danh lên nhé. À, nếu mà không có ai mà bị vấn đề về điểm danh thì chúng ta nghỉ. Rồi, chào thầy. Rồi, okay. Thầy ơi thầy. Nghe. Thầy mở